đã về tới phường Tam Phước. Bây giờ chúng ta sẽ tham quan một buổi tối ngày 20 tháng Chạp. Rồi ôi, vào. Mai của em hả? Hả? À, đâu, đâu coi mấy gốc mai này coi. Hả? À. Hả? À. À, chúng ta xem những các quán hàng ăn năm nay như thế nào, có sầm uất như năm ngoái không. Ở như chỗ nhà mình thì vắng hoe luôn rồi. Đây quán phở, trời ơi điêu tàn quá, mà mai về bông hoa đang trở về hết rồi mọi người, không biết đâu là ta. Chúng ta xem đây, khu này là khu Long Đức 1. Con đường này cũng rất là đông nha các bạn. Đây là đường đi ra Tăng Thiết Giáp, chợ An Bình. Ôi, ôi các quán hàng ăn sao đóng cửa hết luôn này. Ôi công nhân vậy về hết rồi ta. Ôi các cửa hàng bây giờ mới có 8 giờ rưỡi thôi. 8 giờ rưỡi rồi các bạn. Ôi sao vắng dữ vậy. Các quán hàng nước sao vắng dữ ta. Ôi giày dép không thể nào luôn. Đã có thêm chợ này, chợ An Bình này, này. Tí nữa chúng ta sẽ chạy lên cái chợ An Bình coi. Họ quần áo rồi bán rau củ quả đây coi. Hôm nay sao? Trời ơi nó vắng dữ vậy. Ôi ôi vắng hoe luôn. Chưa bao giờ mình thấy luôn nha. Ngày xưa mình bán quần áo ở đây là cách đây mấy năm rất là đông. Sao nó vắng dữ vậy trời. Không hiểu được luôn.